Như các bạn đã biết, hoặc nếu các bạn chưa biết thì bây giờ mình sẽ nói để cho các bạn biết. Mình luôn tự hào mình là một thằng game thủ chuyên nghiệp, não to, cực kỳ am hiểu về những cái trò chơi và cách để mà chiến đấu, để mà chiến thắng những cái trò chơi đó. Nhưng đó chỉ là ở mảng game thôi, còn mảng kiến thức ngoài đời thì sao? Liệu mình chỉ não to khi chơi game hay mình còn là một người thiên thông thiên văn, lý tưởng địa lý? Hôm nay các bạn và cũng như mình sẽ tìm ra được sự thật về bộ não của Su Đờn thông qua trò chơi Đi Tìm Triệu Phú mới nhất. Đấy, ngay từ cái hình ảnh minh họa của game Bò Uống Gì là tôi thấy là cái trò này là có vẻ là cực kỳ đơn giản rồi đấy. Đang đứng top 25 của bảng xếp hạng những cái trò chơi đỉnh nhất của Google Play với số lượt tải về là hơn 50 triệu lượt tải về. Rồi, chắc có vẻ là sẽ có nhiều câu hỏi thú vị lắm đây. Rồi, để xem rằng liệu lần này mình đã kiếm được 1 triệu đô ở những trò chơi khác, liệu ở trong chính cái trò chơi này, cái trò chơi mà cái tên của nó thôi đã là Triệu Đi Tìm Triệu Phú rồi, mình có thể trở thành 1 triệu phú thật sự hay không? Ok, chiến đấu nào. Và đây rồi, mình đã kể là xong game và chúng ta cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Phải dùng chạy nhạc bằng cơ, tại vì là nhạc cái này có thể bị bản quyền nên là mình phải tắt nhạc đi các bạn ạ. Và trong quá trình mình chơi, mình cũng muốn các bạn chơi cùng với mình, có thể bình luận cái đáp án của các bạn ở phần bình luận để xem rằng là liệu các bạn có thể chiến thắng được mình hay không. Đấy, thì nếu mà mình sai chắc chắn là các bạn cũng không biết được những câu sau là gì đâu, nhưng ở câu đó mà các bạn đúng là các bạn thắng mình rồi. Trong một chương trình Ai Là Triệu Phú này, chúng ta sẽ có 15 câu hỏi từ 1 đến 15 và số tiền sẽ tăng dần lên. Đến câu 15 mình sẽ đạt được 1 triệu đô. Cái này là cái mình luôn luôn đạt được rồi, nên là mình hy vọng mình sẽ làm được. Rồi. Và độ khó của các câu hỏi sẽ tăng dần lên. Mình có 4 sự trợ giúp, đó chính là 50-50, bỏ đi 2 phần ăn sai. Cái này là như kiểu là hỏi ý kiến chuyên gia, đúng không? Cái này là hỏi cái khán giả trong trường quay. Còn cái này hình như là đổi câu hỏi thì phải. Chứ không, ở đây thì không có thể có cái sự trợ giúp là gọi điện thoại cho bạn bè người thân được. Bởi vì là đối với mình, một thằng không có bạn bè không thể nào mà sử dụng sự trợ giúp được. Rồi, câu hỏi đầu tiên, DVD là viết tắt cho từ gì? Cái này nó không tiếng Việt à? Ủa sao không tiếng Việt? Ê, có tiếng Việt không ạ? Ê, tức ghê á, game không tiếng Việt à? Sao ở ngoài nó có tiếng Việt vào ta? Vâng, vì lý do cần tiếng Việt để cho dễ dàng cho tất cả mọi người, nên là mình đã thoát khỏi cái gì vừa rồi để đổi ra tiếng Việt. Bây giờ câu hỏi của chúng ta, câu số 1 chỉ có 500 đồng. Mất tức ghê á, đấy thì là 500 đô, giờ còn 500 đồng. Và như phần cửa cuối cùng vẫn là 1 triệu đồng nha. Thôi được rồi, đồng với đô thì cũng gần giống nhau. Rồi. Câu hỏi đầu tiên, trị giá 500 đồng. Điền vào câu tục ngữ sau, đồng tiền đi trước là đồng tiền 3 chấm. Đồng tiền đi sau là đồng tiền 3 chấm. Ok, dăm ba mấy câu tục ngữ này mình biết hết. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Đó, đáp án C là bản cuối cùng của mình. Yes, chính xác, thành công. Ok, câu hỏi thứ hai, điền vào chỗ trống. Mình về có nhớ ta chăng? Ta về ta nhớ. Tinh tinh tinh, mình cười. Rồi, vừa mới nói xong, mình là một là chuyên gia về tục ngữ hay thành ngữ mà. Mình về có nhớ ta chăng? Ta về ta nhớ. Hàm răng mình cười. Đó. Câu này chính ra là các bạn không biết, là các bạn có thể đọc cái nào mà vần vần. Vần với chữ chăng ở trên thì chỉ có cái hàm răng thôi. Vì vậy, lại một lần nữa, đáp án C là đáp án cuối cùng. Quá đơn giản. Đây, chúng ta vượt qua câu hỏi số 2. Câu hỏi số 3, số tiếp theo trong dãy số 198, 94, 86 là số nào? A70, B84, C76 và D là 80. Bây giờ hết văn rồi, chơi đến toán à? Không sao, mình mà nó to mà. Dãy số này là 198 là cách nhau là 2, 98 với 94 là cách nhau là 4, 94 với 86 cách nhau là 8. Ồ, 2, 4, 8. Tức là cái số sau, cái khoảng cách sẽ nhân đôi, đúng không? Cách đang là 2, nhân đôi lên là 4, 4 nhân đôi lên là 8. Vậy thì tiếp theo sẽ là 8 nhân đôi là 16. Đó, khoảng cách từ số 86 tới số tiếp theo sẽ là 16. 86 trừ 16 là bằng 70. Vậy đáp án sẽ là đáp án A. Yeah, quá đơn giản. Rồi, chuẩn bị nào, let's go. Đến với câu hỏi số 4. Điền vào chỗ trống. Anh về chợ vạn ăn dưa, về chi dưới chuột ăn dừa mỏi. Câu này mình chưa nghe bao giờ. Anh về chợ vạn ăn dưa, về chi dưới chuột ăn dừa mỏi lưỡi. Nghe nó đần độn không? Ăn dừa mỏi răng. Đáp án là đáp án A. Easy. Rồi, câu số 5. Đây là một mốc rất quan trọng, bởi vì khi mình hoàn thành được câu này, mình chắc chắn sẽ có 5.000 đồng đem về. Đâu là tên một nguyên tố hóa học? A, TV. Không, đây là tên của một chiến binh ở trong Skibidi Toilet nhá. B, Mini. Cũng là tên của một con Skibidi luôn. C, Bikini. Và D, Liti. Ok, câu này thì chắc chắn là chúng ta có thể sử dụng phương án loại trừ rồi. Là ba cái trên A, B, C là đều loại.
Vì vậy chỉ còn là đáp án D thôi. Lý ti. Yes. Rồi ok, chúng ta đến với câu số 6. Nhạc. Nhạc trong game mình đã thay đổi nhưng mà có lẽ là mình không biết rằng là em ấy có để nhạc không. Không có đâu. Loài chim nào bay nhanh nhất? A. Chim ưng. B. Đại bàng. C. Chim cắt. Và D. Chim cú mèo. Cái bắt đầu hơi khó này. Chim cú mèo thì mình chắc sẽ loại đầu tiên luôn. Có đấy nó chỉ có được D thôi đúng không? Thì đâu có liên quan đến bay nhanh đâu. Chim cắt nghe cũng có vẻ nhanh đúng không? Nhanh như chim cắt. Mình cũng có nghe đến câu đó. Đại bàng và chim ưng thì thường là những cái loài mà cũng gọi là nổi tiếng ở trong các loài chim mà bay ở trên trời. Ok, có lẽ là mình sẽ chọn đáp án chim cắt đi. Đáp án C. Đáp án cuối cùng của mình. Ơi, còn đến 4 thì đã giúp nó mà. Ủa mà tại sao? Đáng ra mình nên dùng 50-50. Trời ơi. Rực rỡ, bạn đã thắng 5.000 đồng. Vâng, những đồng tiền rơi xuống là những tờ 20.000 mà. Thậm chí là mình chỉ được 1/4 tờ 20.000 thôi. Mình rơi nghiệm rồi, mình sẽ dùng sự giúp. Bây giờ những câu đầu mình chơi nhanh nhá. Để câu sau đi. Quả dứa còn được biết đến với tên gọi là sau đây. Ok, quả dứa là cách gọi ở miền Bắc. Còn trong miền Nam gọi là trái thơm. Rồi đó, mình cho nhanh luôn. Rồi, câu hỏi số 2 nào. Nghe khẩn trương nào. Điều nào sau đây không đúng về Facebook? Nhắn tin bạn bè là đúng, đăng ảnh đúng, làm bạn bất kỳ ai đúng, có thể đăng video. Ê, thì 4 câu này đều đúng nha. Ôi, tại sao thế nhở? Facebook có thể nhắn tin được mà. À, muốn nhắn tin chúng ta phải dùng Messenger chứ không phải là dùng Facebook. Facebook có thể đăng ảnh, có thể làm bạn, có thể đăng video nhưng không thể nhắn tin. Ok. Không sao, lần này chúng ta phải đúng. Rồi, quyết tâm nào. Câu số 1. Trong các thứ tự sau đây, thứ tự nào đúng với câu thành ngữ? Ok, nhân vô thập toàn, khỏi phải đọc cái kia luôn. Câu A. Không có ai là trọn vẹn 10 điểm cả. Lập luận diễn ra ở phần nào trong bài văn nghị luận? Lập luận à? Thế là thân bài. Mở bài là kiểu nói về cái vấn đề. Lập luận là thân bài sẽ bắt đầu phân tích. Còn kết bài là sẽ tóm gọn lại vấn đề. Ok, thân bài. Yeah. Mình hơi lo là cả 3 phần trên đấy là chết. Cairo là thủ đô nước nào? Ok, câu này quá dễ. Cairo là thủ đô của nước Ai Cập. Đây này, cái dễ. Rồi, qua luôn khẩn trương. Điền vào câu sau. Anh em là thể, bằng thể, có thể, như thể tay chân. Rồi đó, cho nhanh nhọn khẩn trương đi nào. Ghê á. Tác phẩm đời thừa của nhà văn nào? Chắc là câu số 5 chưa vậy? Đời thừa, chắc Văn Cao không phải. Nam Cao, Ma Văn Kháng, Nguyên Hồng. Chết tôi rồi, sao khó thế? What the khó thế? Thì đã cái thằng văn hóa lùn rồi. Không biết, không giỏi văn, không giỏi hóa rồi. Mà sao bây giờ nó lại chơi thế này nhờ? Chắc tôi đổi câu hỏi ạ, câu 5 này khó quá. Rồi ok, vị thuyền trưởng lừng gì? Lừng Từng Phừng. Trong bộ phim Cướp Biển Caribe được biết đến với tên trong phim là gì? À, chắc chắn là Jack Sparrow rồi. Johnny Depp là tên của diễn viên đóng cái vai này nha. Jack Sparrow. Yes. Rồi, xong câu thứ 5. Chắc chắn là được 5.000 đồng. Cầu God, một kỳ quan thế giới xây dựng 9 năm trước công nguyên thuộc quốc gia nào? A. Nga. B. Đức. C. Anh. D. Pháp. Khó thế ta. Ủa, sao câu 6 một phát là nó khó liền luôn á. Mình đang nghiêng về phương án đó chính là nước Nga. Vì cái tên God, nghe cái tên God nghe nó rất là Nga luôn á. Các bạn có thấy cái giống mình không? Cảm giác nó rất là Nga luôn. Ok, liều đi. Mình đang vẫn hơi tiếc sự giúp này. Ok, mình sẽ chọn là Pháp đi. Ôi, cái này mà sai nữa nhục lắm nhá. Let's go. Ok, câu hỏi số 7. Tiếng đàn bầu là sáng tác của nhạc sĩ nào? A. Trần Tiến. B. Nguyễn Đình Phúc. C. Văn Cao. Và D là Huy Thục. Văn Cao thì mình chỉ biết ông này là với bài hát quá nổi tiếng luôn mà thứ hai hàng tuần nào buổi sáng chúng ta đều phải hát, đó chính là bài hát quốc ca đó, Tiến Quân Ca. Thì mình có thể loại ra được ông Văn Cao, nhưng mà còn ba ông kia thì thật sự bài hát tiếng đàn bầu là mình không hề biết bài hát này. Chắc là mình sẽ xin một sự trợ giúp, đó là sự trợ giúp hỏi ý kiến của chuyên gia đi. Ông này trông có vẻ là giống ông Einstein, chắc ông ấy biết nhiều lắm. Xin chương trình cho tôi sử dụng sự trợ giúp, đó chính là hỏi ý kiến chuyên gia trong trường quay. Tôi không biết chọn biến thể. What the hell, Einstein? Ủa, Einstein là biết chữ chưa ông? Thôi nhưng mà ông ấy đã chọn B. Tuy ông ấy nói ông ấy không biết, mà ông ấy chọn B. Thôi được rồi, mình ok. Trước hết là xin cảm ơn nhà bác học Einstein đã cho tôi một phương án mà trước khi ông đưa tôi phương án, ông bảo là ông không biết. Vâng, rất uy tín nha. Rồi, đáp án cuối cùng của mình là đáp án B, Nguyễn Đình Phúc. Ok, đúng là chuyên gia. Tuyệt vời. Rồi, câu hỏi số 8. Phát minh nào sau đây được coi là điểm xuất phát của cuộc cách mạng công nghiệp thế giới thế kỷ 18? A là động cơ điện, B là động cơ hơi nước, C động cơ xăng, và D động cơ diesel. Cái này là các bạn
Các bạn là đi học chắc là biết này, phát của cách mạng công nghiệp thế giới à, chắc không phải là động cơ điện rồi. Điện thì gọi là mới gần đây thôi đúng không? Thủ 18 là cũng là những năm 1007 mà. Ờ đúng rồi, những năm 1007. Mình đang nghiêng về phương án đó chính là động cơ hơi nước. Động cơ hơi nước nha, mình đang rất là nghi ngờ vào phương án này. Có lẽ mình sẽ tin tưởng vào chuyện này, mình cảm giác như vậy. Xăng có phải là sau này hơn, cơ hơi nước mới là cái quan trọng. Ok, mình sẽ tự tin. Động cơ hơi nước, đáp án cuối cùng của mình là đáp án B. Let's go. Let's go. Qua câu số 8 rồi. Câu hỏi số 9. Ủy ban nhân dân do ai hoặc cơ quan nào dưới đây bầu ra? A. Chính phủ bầu ra. B. Ủy ban nhân dân cấp trên bầu. C. Nhân dân bầu ra. Hay D. Hội đồng nhân dân. Câu này liên quan đến gọi là cơ cấu của các cái bộ máy chính trị của đất nước chúng ta. Mình đang có cảm giác là cái này là do dân bầu ra này. Các em mình sẽ dùng sự giúp đi. Sự giúp là hỏi cái khán giả trong trường quay. Khán giả đã có sự giúp cho người chơi. Đáp án A 13%, đáp án B 2%, đáp án C 35% và đáp án D là 50%. Có vẻ như là số phần đông khán giả đang lựa chọn là hội đồng nhân dân bầu ra. Còn đáp án là mình đã phân vân là đáp án C có 35% thôi. Cũng vẫn là một cái đáp án mà khá nhiều người chọn. Ok được rồi, trước hết là mình xin cảm ơn khán giả đã hỗ trợ cho mình. Và mình sẽ tin vào khán giả. Như vừa nãy mình đã tin vào chuyên gia. Đáp án cuối cùng của tôi là đáp án D, hội đồng nhân dân. Yes, cảm ơn khán giả. Ok, vào đây. Câu hỏi số 10, cột mốc quan trọng thứ hai. Nếu mình vượt qua cái này, với câu hỏi này, mình sẽ được ký một tấm séc trị giá là 25.000 đồng. Ok, thôi được rồi. 25.000 thì cũng sắp đủ mua được một lon Monster rồi. Đây, để thay cho cái lon này. Đây, mình uống hết rồi các bạn ạ. Câu hỏi số 10, hoa thủy tiên ở Hy Lạp tượng trưng cho điều gì? A, sự kiêu căng. B, sự dối trá. C, sự gian ác. Và D, sự ích kỷ. Đúng là câu số 10. Khó thật sự các bạn ạ. Mình chỉ biết là thủy tiên ở Việt Nam chúng ta thì hồi xưa là thường được gắn cho danh là biết đến là do làm ca sĩ, làm vợ của cầu thủ Công Vinh ở đó. Biết thế thôi. Để mà là bông hoa mà lại ở Hy Lạp thì thật sự là mình bó tay. Thế chả lẽ là cậu này là phải dùng sự giúp 50-50 thật các bạn ạ. Một bông hoa đẹp như thế này mà lại tượng trưng cho bốn cái sự kiểu tiêu cực như này, mình thấy hơi buồn nha. Hơi buồn cho hoa thủy tiên đấy. Rồi ok. Vậy là còn một sự giúp cuối cùng. 50-50, dùng nó đi nào. Sự giúp 50-50, chương trình sẽ loại đi hai phương án sai. Đáp án B và C đã bị loại, chỉ còn lại đáp án A, sự kiêu căng, và đáp án D, sự ích kỷ. Nếu đây là theo định mệnh, có thể nó sẽ là sự kiêu căng. Bởi vì mình từ đầu chương trình, từ đầu video này đến giờ, mình đều thể hiện là mình là một thằng não to đó. Nhưng mình lại thất bại hai lần rồi. Có thể chương trình sẽ nhắm vào đây là sự kiêu căng. Đó, sự kiêu căng đó, để mà chỉ thẳng mặt mình. Thì có thể là như vậy, nó sẽ chơi đều mình. Hay là dừng cuộc chơi ta. Nếu bây giờ mình dừng cuộc chơi, mình sẽ được 15.000 đồng. Còn nếu mình thất bại, mình sẽ được 5.000 đồng. Trời ơi. Được rồi, mình sẽ liều đi. Thằng nào thì đây cũng là tiền giả mà, có tiền thật đâu mà phải suy nghĩ gì cho lắm, đúng không? Đáp án cuối cùng của mình là đáp án D, sự ích kỷ. Cái game nó cố tình nó chơi mình rồi. Má ơi. Cuối cùng hóa ra đúng là sự kiêu căng thật ạ. Má. Được rồi, ok rồi con. Được rồi, tôi thôi rồi. Mình nghĩ rằng trước khi mà mình vào cái chương trình này á, mình quên mình chưa thắp hương cúng các cụ hay là mình chưa có ôn bài kỹ rồi. Vì vậy thôi được rồi. Làm ơn em ấy cho anh cái tiếng mà chương trình kết thúc đi ạ. Rồi đó, vâng, tiếng vừa rồi đã báo hiệu cho mình rằng là chương trình của chúng ta sẽ kết thúc tại đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tuần sau nha. Lần sau mình sẽ chơi lại cái A Triệu Phú này để cố gắng kiếm được phần thưởng cuối cùng là 1 triệu đồng. Chứ phải 1 triệu đô. Cay thật chứ má. Lần sau mình sẽ ôn bài kỹ hơn để mình có thể chiến thắng. Khi nào mình tham gia vào chương trình này một lần nữa, mình sẽ để lên đây để các bạn có thể bấm vào để xem tiếp tập đấy nhá. Còn trong lúc chờ đợi, mình sẽ vào một hầm mỏ thuê những cái con yêu tinh goblin để bắt chúng nó làm việc khổ sai cho mình, kiếm được cho mình 1 triệu đô, thậm chí 1 tỷ đô luôn. Đó, không cần phải thi thố gì hết, không cần phải làm gì hết á. Mệt cả đầu nhá. Mình sẽ gặp các bạn ở bên video đó nha.